Mộc Nam Huy xin chào. Vâng, hôm nay Mộc Nam Huy đang đón tiếp hai cha con chú Tránh ở Long An tới ký nhận một bộ ghế Minh Quốc Đào với chất liệu là gỗ hương đá tự nhiên 100%. Đây là tổng thể bộ 6 món, một ghế băng, hai ghế đơn, một bàn trà hộc kéo, một đôn cao hộc kéo và một đôn thấp, với chất liệu là gỗ hương đá hoàn toàn 100% và sản phẩm thì còn mộc hoàn toàn, khô hoàn toàn, chưa hề sơn phết cũng như chưa hề có nước nào lên cả. Vâng, đây là tổng quan về một bộ ghế rất là đều, cây cối rất là đều, rất là đẹp. Với đẹp nhất ở trên bộ ghế này mà Huy rất là thích đó chính là cái dàn tó đào chim, dàn tó đào chim đục tay, và cái độ bông vân thì nó rất là nhiều. Đó, đối với gỗ hương đá thì độ bông vân nó rất là nhiều, rất là đẹp. Cột thì là cột 12 đủ quý vị nhé, cột 12 đủ và bông vân cũng rất là đều, rất là đẹp. Đó. Và tiếp theo thì đặc điểm VIP của cái lô hàng này thì Mộc Nam Huy chúng tôi làm được đó chính là tay nghề liền nguyên khối, không hề là chắp ghép, và tay nghề này là tay nghề 12, tay nghề đủ 12 quý vị nhé, rất là to, rất là dày. Đặc điểm tiếp theo của cái hàng hương đá này thì Mộc Nam Huy làm đó chính là cái mặt ván là mặt ván 2 phân, mặt ván 2 phân dày liền hoàn toàn từ đằng trước ra đằng sau và không hề ghép ở đằng sau, cũng có đi chi tiết dẹo tai bèo và hoa đá tây vén cong, và chân là dàn chân của đầu lân và chân móng. Đây là dáng nghê, đây là kiểu nghê đơn giản quý vị nhé, chưa phải là kiểu nghê chi tiết của Mộc Nam Huy. Vâng, đây là cả 6 món. Chất liệu là gỗ hương đá hoàn toàn 100%. Độ bông vân thì rất là đều. Nói về gỗ hương đá thì Mộc Nam Huy ít khi phải lựa vân, tại vì tự nhiên bộ ghế này nó cũng đã là những bộ ghế vân nó rất là đều, rất là đẹp. Chiếc ghế băng thì cũng tương tự là dàn tó đào chim. Đó, đục rất là kênh và cái độ đục nó là rất là, cái dàn chương này, chương của cái tó này rất là vén cong, rất là đều, rất là đẹp. Và chi tiết đẹp nhất của cái dàn tó này thì không đâu ngoài cái con chim này, chi tiết đục tay hoàn toàn. Rồi tiếp theo thì những cái tấm tựa này, những cái tấm tựa này thì tại đây Mộc Nam Huy đục là đục tựa vách trơn, đục trơn và chỉ đục cái chi tiết hoa lá tây ở xung quanh thôi, chi tiết hoa lá tây. Đó, và cái dàn tựa này, vách này theo ông người gọi là bắc gọi là vách thì có độ dày là 2,5 phân toàn bộ. Tay nghê thì tất cả tay nghê của 6 con nghê này trên 3 món này đều hoàn toàn là tay nghê liền và nguyên khối, không hề chắp ghép, và mặt ghế, mặt băng tất cả tương tự thì đều là mặt liền, đều là mặt liền từ đằng trước ra tới đằng sau, không hề ghép ngang, và nghê này là nghê đặc nguyên khối. Vâng, và đây cả món bên đây cũng tương tự quý vị nhé. Món bên đây cũng tương tự là mặt ghế liền và tay nghề liền. Vâng, thêm một chút thì đây là bộ ghế với cái dàn dạ vén cong, có nghĩa là dàn mặt trước được vén cong. Cái chi tiết vén cong này nhìn thì nó đơn giản nhưng mà nó rất là lâu công cho anh em thợ mộc. Tại vì khi mà vén cong cái mặt này đồng nghĩa với việc vén cong cả cái lớp chạ chỉ cổ và cái lớp vai. Đó. Lớp vai này sau khi vén cong như vậy thì cũng phải đục CNC. Đó, cho nên là nó mất rất là nhiều công. Rất là nhiều công ở cái phần vén cong này. Đó, thì có một ghế băng và hai ghế con được vén cong. Bàn trong cái lô hàng này thì Mộc Nam Huy làm bàn hình chữ nhật vuông thành sắc cạnh, là không có vén cong hay đâu. Thì vẫn là chi tiết đục dạ vai bèo và hoa đá tây vén cong tại đây. Chất liệu thì là gỗ hương đá tự nhiên 100%. Tại Mộc Nam Huy thì vẫn luôn là để mộc để cho khách tới chúng ta kiểm tra gỗ cho nó dễ. Vì ngại nhất là khi sơn lên rồi. Đối với sản phẩm mà khi sơn lên rồi thì chúng tôi quay phim và chúng tôi giới thiệu cho tất cả quý vị nó rất là dễ. Tại vì khi đó sản phẩm nó hoàn thiện, nó rất là đều, rất là đẹp. Thế nhưng mà nó có một cái bất lợi là khách hàng sẽ hơi khó để có thể kiểm tra được cái sản phẩm của mình nó có đúng gỗ, đúng chất lượng hay là không. Vâng, kích thước cụ thể của bộ ghế này như sau. Ghế băng thì có chiều dài là 2m1, chiều cao 1m2 và chiều sâu là 65. Ghế con thì cao 1m2, rộng 90, sâu 65. Và bàn của chúng ta là dài 1m3, rộng 60. Vâng, thì trong lô hàng này Mộc Nam Huy xuất ra được 2 bộ. Thì một bộ này thì hai cha con chú Tránh đã ký nhận, là chú ở Long An. Và đây là cái xe máy của chú, biển số 62. Mộc Nam Huy xuất ra được 2 bộ trong cái lô hàng này. Thì một bộ dành cho chú Tránh đã ký nhận trước, và còn lại một bộ thì quý vị hoàn toàn có thể tới Mộc Nam Huy để kiểm tra cái bộ ghế này và mua nếu như quý vị thích. 2 bộ thì cùng đều tiêu chuẩn như nhau, cùng là tó đèo chim, cùng là tay nghê và mặt liền nguyên khối. Vâng, tiếc là bộ này thì đã xếp vào rồi, không thể, tạm thời thì không thể kéo ra để quay cho các bạn coi được. Nhưng mà về chất cây, về độ cây thì cả 2 bộ thì đều như nhau và giá thì đều như nhau. Vâng, xin được cụ thể cho tất cả quý vị giá của cái bộ ghế này. Đây là bộ ghế có giá hoàn thiện là 32. Xin lỗi quý vị, tôi đang nhầm với cái hàng gỗ gõ đỏ. Giá của bộ ghế này là bộ ghế 43 triệu với chất liệu là gỗ hương đá tự nhiên 100%. Và đây là hàng rất là VIP. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tìm được một bộ ghế nghê liền và mặt ghế liền. Bởi vì đây mọi thứ đều phải có sự hy sinh. Gỗ lạc phải có sự hy sinh thì mới có thể làm được những bộ ghế như vậy. Và ngoài ra Mộc Nam Huy còn rất nhiều các sản phẩm gỗ gõ đỏ. Và quý vị có thể tới Mộc Nam Huy lựa bất cứ lúc nào. Vâng, một lần nữa thì đây là clip Mộc Nam Huy giới thiệu tới cho tất cả quý vị khán thính giả về bộ ghế gỗ hương đá cột 12 và tay nghề liền, mặt liền hoàn toàn của chú Tránh ở Long An. Nếu quý vị có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với Mộc Nam Huy qua cái số điện thoại ở trên video. Một lần nữa thì Mộc Nam Huy xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những clip lần sau.